giới hạn của Huy Thảo ha. Khi mà quý khách mua mua một cái dòng máy cao cấp, những cái dòng máy cao cấp ở Huy Thảo, thì ở đây theo yêu cầu của khách thì mình sẽ là thiết kế design theo cái phong cách của khách thích như thế nào ha, để mình có một cái, ngoài cái máy xăm làm nghề, mình có một cái phong cách riêng theo cái sở thích của mình. Con gái thì rất là thích hoa hòe ha, thì đây là cái chương trình khuyến mãi thêm cho những khách thích dùng những cái máy cho dòng máy cao cấp và hả thích là những cái thiết kế riêng đặc biệt, cái phiên bản riêng cho mình, thì cái số lượng thiết kế này sẽ có hạn, giới hạn ha, số lượng có hạn, nên các bạn khi mà mua máy, dòng máy, những cái dòng máy này thì yêu cầu nhân viên sẽ cung cấp cái dịch vụ này cho quý khách nha các bạn nha. Đây là những cái hoa sáp 3D, những cái bông này là bông hoa sáp 3D được nhập từ nước ngoài về ha, tại mình cũng thích quá nên mình nhập về để mình là không có bán cái này, nhưng mà mình thiết kế riêng, làm cho riêng, để tạo cái phong cách riêng cho từng cái máy xăm cho khách.